Cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào tới toàn thể mọi người nhé. Ngày hôm nay thì cửa hàng em xin giới thiệu các bác về một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi. Em ký hiệu mã cưa là mã P, từ P1 cho đến P6. Có hai cây máy cưa tay dài, anh em để cắt gia đình và tỉa dọn vườn ở nhà nhé. Và có hai cây máy cắt tầm trung là cây 3502 và một cây GC35. Có hai cây máy cắt khai thác là một cây Echo Pro và một cây Sacdoman các bác nhé. Phân tầng anh em dễ dàng lựa chọn những cái hệ máy phù hợp với công việc của mình. Thì số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Các bác nếu mà các bác có thể nhắn tin qua Zalo hoặc có điện trực tiếp tới số điện thoại đó đều được các bác nhé. Và bên em có chế độ bảo hành các bác là 6 tháng. Đến nơi các bác được kiểm tra và được test máy. Ví dụ như các bác mà có sợi có gỗ trước này, các bác chuẩn bị trước giúp em là một ít xăng. Đó. Xăng pha với nhớt, rồi em không được để xăng vào trong buồng đường chứa đâu. Gửi máy đi là không có xăng. Nhưng các bác chuẩn bị ít xăng với gốc cây nha, các bác đổ xăng với pha nhớt vào. Nhớt 2T ấy, nhớt 2 thì các bác nhé. Rồi các bác đi cưa cây thử luôn, trải nghiệm máy thực tế. Còn bên em đây đã test máy trước khi gửi hàng rồi nên các bác cứ yên tâm. Còn có chế độ bảo hành này, tặng các bác tuýp mở buji, rũa cưa đồ vặn đấy và ship. Phí ship là bên em chịu là bao phí ship cho các bác luôn. Đó. Ok, và bây giờ em sẽ giới thiệu từng cây máy có trong lô cưa ngày hôm nay. Chiếc máy đầu tiên là cây máy Tanaka Powermate, các bác nhá. PMS335A. Với cây này thì các anh em nào đi cắt gia đình này, cắt gia đình thì cực kỳ là thuận tiện. Đấy, cây máy này bô còn đẹp các bác nhá. Và cây này thì nó bi tông còn nguyên vân ngang. Đó, bi tông cũng rất là đẹp. Có cân nặng nhẹ nhàng thôi. Cái dòng này cân nặng nó tầm 3 cân rưỡi đến 4 kg các bác nhá. Một tay em cầm rất là đây, một tay em cầm này. Đó. Khá là tiện lợi và nó nhẹ nhàng. Cây này rất phù hợp bác nào mà leo trèo đến cây cao. Đi cắt tỉa, đi dọn vườn đi cắt tỉa này hoặc là đi đốn củi quanh nhà anh em cắt thoải mái luôn. Đó. Cây P1 em để giá là 2 triệu 2 triệu 2. Nhớt thì quẹt một tí nữa mới ra nhớt được đều. Đó, P1 để giá 2.2 các bác nhá. Nhớt thì ra đều các bác. Cây này lúc em kiểm tra bô này thì nó bị lỏng mất cái bô này. Đấy. Cái này là em đã kiểm tra bô rất kỹ nhá. Các bác chỉ về chỉ cần là tháo hai ốc ra này và kiểm tra bi tông bên trong. Máy bên em thì đều nó ra nhớt đây. Các bác nhìn qua đây là ra nhớt này. Đó, máy thì tất nhiên là sẽ ra nhớt ta làm đầy đủ. Đó. Không bao giờ là thiếu và máy dễ nổ, cắt ngon. Tiếp theo một chiếc máy thứ hai. Cây này là dòng của Tanaka. Dòng này thì đời mới hơn. Đấy, Tanaka Star. Đây các bác nhìn qua này, Made in Japan. Tanaka này. Cây này thì có một bộ ốp giật trợ lực các bác nhé. Ốp giật trợ lực bên trong thì dọn dẹp rất là sạch sẽ rồi. Đó, cây này có công suất là 35cc. Nòng bi tông của máy này là 38 ly. Đó, 38 39 ly đấy. Bô đẹp này. Bi tông bên trong thì đẹp vân ngang luôn. Đây xích chạy xích 91. Xích này em đã lên xích mới hoàn toàn và lam dài là 40 mà lam được cắt là 35. Đó, cây này em để giá là 2 triệu 3 các bác nhá. Một cây máy có bộ giật trợ lực. Đó. P2 thì giá là 2 triệu 3. Tiếp theo một cây máy P3. Cây này là dòng của Echo 3502. Có công suất là 36cc và cân nặng là 4,3kg. Sản xuất năm 2007 các bác nhé.
Cây này thì dòng phân khúc các bác cắt tầm trung này. Anh em nào có vườn quế, đồi quế rộng này hoặc là cắt liên tục đấy, cần sử dụng những cây máy cưa mà cắt vanh gỗ tầm khoảng 80-120. Anh em cắt những vanh cây này rất là thuận tiện. Thứ nhất là nó không quá nặng nề, cầm máy rất là nhẹ nhàng. Hệ máy Nhật ấy thì họ thiên về những cái máy mà thon gọn hơn. Đó, thứ hai nữa là cái độ tiết kiệm xăng lớn. Đó, tiết kiệm xăng khá nhiều các bác nhá. Chạy chế One Pro. Đó, cây này thì kháng xích còn hoạt động tốt luôn. Lam dài là 40 mà lam được cắt là 35. Và lam Latin, xích em đã lên xích mới hoàn toàn. Đó, ok. Chạy cây này có trợ lực, anh em giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn. P3 thì giá là 2.8. Ok, tiếng máy nổ cực kỳ êm luôn các bác nhá. P3 2.800.000. Tiếp theo một cái máy P4 này. Cây này là cây Echo GC35A. Có công suất là 36cc, nòng bi tông là 38 ly, 39 ly. Đấy, cái nòng máy này nòng máy cưa lớn này. Anh em chạy cây này thì em đã lên xích mới hoàn toàn. Lam dài 40 mà lam được cắt là 35, xích chạy xích chung 91. Chạy xích mới nhá. Các bác nhiều khi các bác bảo là xích bãi bền hơn hay như nào. Nếu như đã là mắt xích nó là đều là sắt thì nó là độ bền ngang nhau. Còn cái chất lượng máy này, bên Nhật thì khẳng định bên Nhật tốt hơn, bởi vì những cái chi tiết máy này họ nó lắp ráp rồi họ cần tỉ mỉ. Nhưng còn những cái thành phần về xích này thì nó em nghĩ rằng là độ bền là ngang nhau. Đó. Còn xích mới chạy bao giờ cũng ngon hơn xích cũ. Bởi vì thứ nhất là nó là xích mới hoàn toàn, thứ hai nữa là nó có độ dày, anh em sử dụng được lâu bền. Đó. Cây P4 này để giá là 2.800.000. Cây này có một cái bộ ốp giật trợ lực các bác nhé. Chạy ốp giật trợ lực này. Đây các bác nhìn qua này, Made in Japan này. Thì cái dòng máy hơi cọp với cây này thì cắt tầm trung thì rất là vừa. Chẳng hạn như các bác cắt vanh gỗ bằng xô sơn nhá, cắt tầm xô sơn trở xuống thôi. Chẳng hạn như là vanh gỗ khoảng tầm 120-130, trở xuống các bác cắt thoải mái. Cây này thì nó nhẹ nhàng, cầm mang vác tiện lợi, giật nhẹ nhàng, máy nổ êm và cắt khá là bốc. Đó, P4 này giá là 2.800.000. Có tháng xích bơm xăng phụ đầy đủ, gọi là chức năng máy mới ra sao thì máy này y nguyên vậy. P4 2.800.000. Tiếp theo đến những dòng máy cơ cắt khai thác ngày hôm nay thì em có một cây Echo Pro. Cây này có công suất là 40cc và nòng bi tông là 40 ly các bác nhá. Đó, cân nặng là 5 kg đấy. Cây này là CSV391 Echo Pro, chuyên máy cơ cắt khai thác. Cây này có một cái phần nữa là các bác bổ trợ là bơm nhớt phụ này. Đó. Le gió đầy đủ. Công tác các bác chỗ này các bác chỉnh găng ti nhá, các bác xoáy ra xoáy vào, xoáy càng chạy vào đây trong này là càng ti càng chặt này. Đó. Ok, P5 để giá là 3.000.000.
mà cắt đi khai thác thì đúng là quá khỏe luôn. Đấy, chuyên cắt máy cắt khai thác các bác nhá. Anh em nào đây làm xưởng gỗ mộc lớn này hoặc đi xẻ gỗ nhiều thì các bác cứ sử dụng cây máy này giúp em. Cây này lam dài là 45, mặt lam được cắt 40, xích hoạt động là xích 325. Đó, chạy xích 325 thì cực kỳ là khỏe rồi. Đó, máy tải lớn, đó, bộ nòng bê tông 40 ly, rất là VIP. Tiếp theo một cây máy cuối cùng ngày hôm nay là một cây sách Doman. Cây này thì là dòng sách Doman 112. Sách Doman 112 các bác nhá. Đó, sách Doman Made in Germany, cây này là của Đức. Có công suất là 51cc, cân nặng là 5,6kg. Đó, đây thông số đầy đủ ở phần đây hết câu nhá. Đấy, dòng máy Đức thì sản xuất máy cưa thì siêu bền rồi. Giống như dòng Estin và dòng sách Doman là hai dòng máy cưa nổi tiếng của nhất của nước Đức luôn. Đó. Hơi rất là chắc nhá. Cây này thì có lam dài là 45, mặt lam được cắt là 40. Đó. Ờ, mặt lam được cắt này là đây, một gang đây này em là 20 này, 40 và 42 đấy. Xích chạy là xích đại các bác nhá, chạy xích lớn. Chạy xích đại luôn. Đó. Nóng bê tông cây này thì em thật với các bác là không có một chút nào là xước hay là một vết tí nhớt luôn. Em kiểm tra bên trong bô nhìn qua này nhá. Sáng rọi cực kỳ luôn. Đó, P6 giá 3.100.000. Thứ nhất cái này là điện cực kỳ khỏe, thứ hai là bê tông không bao giờ lo xước luôn. Các bác hoạt động cưa pha nhớt sang đầy đủ thì sử dụng rất là lâu bền cái cây này và cắt khai thác cực kỳ mượt mà. Đây là 6 cây máy cưa em vừa giới thiệu qua, thì các bác có nhu cầu mua một chiếc máy cưa nào đó trong lô máy này thì vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0392 973 923. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.